đã quay trở lại với TV. Gần Tết rồi mọi người ạ. Hôm nay anh em mình quyết định đi sắm đồ Tết nha mọi người nhá. À không phải sắm đồ Tết mà anh em mình quyết định cầm ít vàng mã đi đi để mua hải sản. Trên tay mình đang cầm khoảng tầm hơn một củ tỏi mọi người ạ. Anh em mình hôm nay quyết định sẽ dùng hết số tiền này để mua hải sản nha mọi người nhá. Hôm nay ăn Tết cực kỳ to luôn. Và mọi người biết anh em mình hay ăn hải sản ở đâu rồi đấy. Hôm nay anh em mình đang có mặt ở Mai Đình Sóc Sơn nha mọi người nhá. Chỗ Phúc Hải Sản chỗ bạn mình hôm nay mình luôn đấy. Hôm nay mình quyết định là sẽ đi đến đây và quét sạch cửa hàng hải sản của bạn Phúc nhá. Tại vì sao mình hay sử dụng hải sản ở bên bạn Phúc Hải Sản thì vì đồ vừa ngon này, vừa chất lượng này, tươi sống này, giao hàng đảm bảo này, đến tận nơi mọi người còn tươi sống nhá. Năm nay là một cái năm khá là thành công với anh em mình, thế nên là anh em mình quyết định ăn Tết cực kỳ to nhá mọi người nhá. Ăn Tết ăn phải mồm luôn. Ăn một cái Tết nhớ đời luôn. Bây giờ sẽ đi sắm ra. Hôm nay anh em mình xuống muốn gọi là mê tất cái cửa hàng thì bây giờ được không? Ok đây. Anh còn bao nhiêu con cua? Mày nhiều lắm. Đây. Mình sẽ quyết định lấy đất chỗ này, chỗ cua hàng đế này. Còn đâu? Còn nhiều, còn bán là hai bán rồi đó. Còn nhiều không? Đây. Quay. Quay. Đây đây đây. Mình sẽ lấy đất chỗ cua hàng đế này nhá mọi người nhá. Cả chỗ này nhá. Chỗ này tầm bao nhiêu con? Này tầm 50 con. 50 con. Tất tần tật. Tầm 50 con này. Bây giờ tầm 300-400 cân. 300-400 cân à? 400 cân là giá thị trường là bao nhiêu đấy? Giá thị trường ngày nay là 1 triệu mấy một cân à? Ok, vẫn còn thừa tiền. Còn cái gì nữa không nhỉ? Còn con Alaska. Con Alaska. Đây. Đây là tôm. Lấy tất chỗ này luôn. Con này càng to này. To dã man luôn anh ơi. Đây này. Đây. Đây, mời sách để anh bắt con. Đây. Con còn thời gian nhá. Đấy, con to vàng đây. Đây. Ui, chà chà. Đấy, mọi người nhá. Hôm nay anh em mình quyết định sẽ lấy hết, nhưng mà lấy hết cái con liệu con hàng là bán không đấy? Có, to. Hàng bán đấy. Hàng tức là cũng nhập khẩu cũng sắp về rồi. Thế nên là hôm nay anh em mình sẽ quét sạch cái chỗ cửa hàng đấy nhá. Đây là tôm Alaska nhá. Còn tôm baby không bạn? Tôm baby này là mình lấy hàng của hàng như đảm bảo hết rồi. Đây. Còn đây là cua hoàng đế nhá. Thế thì hôm nay anh em mình sẽ wow, mạnh hơn. Ui. Đấy. Ui, con này to nhá. Ui. Nói về độ ui, cặp. Con này chưa đấy. Nói về độ hàng tươi sống vậy thì thật sự là Phúc Hải Sản nó là một cái lựa chọn uy tín của anh em mình từ xưa đến giờ rồi. Thế nên là hôm nay anh em mình quyết định tất cả tất tay ở ủng hộ Phúc Hải Sản phát triển mạnh mẽ luôn. Mọi người mà muốn ăn những đồ hải sản rồi cua hoàng đế này, tôm hùm Alaska này và những cái đồ hải sản ở hải ngoại nó gọi là hàng nhập khẩu tươi sống á, thì nhớ cứ liên hệ bạn Phúc Hải Sản theo số điện thoại mình để trên màn hình, số bao nhiêu là 0966 423 386 nhá. Sẽ ship cho mọi người đến tận nhà và vẫn còn tươi sống, kiểm tra hàng tươi sống luôn nhá. Bây giờ mình sẽ cân cua và những cái để bắt đầu thanh toán nhá. Mau lên cầm đấy. Mày nhảy lên đây xem nào. Nhảy lên đây xem nào. Bao cân? À. 27 cân. Ừ, cân đi. 27 cân. 27 cân. 27 cân. Em có 25 cân thôi. Thế là tức là chỗ này là 2 cân. Thế nào? Chỗ này là 2 cân 0.7 nhá. Thế là bắt đầu cầm nó để anh bắt mua. Hay là con tù mù là bắt tù mù, bạn bán tù mù không? Ok luôn, bán tù mù. Rồi, bán tù mù là nói chung là không chơi. Anh làm là đơn giản.
cua rất là khỏe nhá. Thịt toàn quốc nó tươi sống 100% bạn ạ. 32 tiếng. Toàn quốc tươi sống 100% luôn nhá. Xa. Mình sẽ cân thử khoảng tầm đó này là 4 con 1, 3 4 con 1. 3 cân rưỡi, 3 cân một con là khỏe, người khỏe, người khỏe, người khỏe, các khách, các tổ chức trên cả nước là mình thu xếp hết được trong ngày cả 3 tiếng. Đi đây con này, người nhận nó định vượt toán này. Nào. Và năm nay anh em mình ăn Tết to, mời cả làng ăn Tết, ăn cuồng với luôn. Mà bị cả làng ăn cuồng đấy. À, 12 cân 4. 12 cân 4. Đóng mỗi con một phòng hay là đóng? Đóng cho tôi 4 con một thùng. Một thùng đóng được mấy con? 4 con một thùng. Nếu đóng cứ 4 con một quần xuống đây phải có xe tải chuyển về chứ nhỉ? Có xe tải ship tận nhà luôn. Ship tận nhà nhá. Đây là ship tận nhà nhá. Từ đây là bao vì chỉ mất tầm 1 tiếng rưỡi thôi. Được rồi, ok. À, ship tận nhà để tươi sống mình mang ra sân bóng. Đấy, mình mua, ăn mình mua đây nhỉ? Mua tất, lấy tất luôn. Đấy, tôi lấy thùng nhá. Đang lấy tự lấy một cái nữa cân cho tôi mấy con tôm để tôi ăn. Để mình sẽ ăn ăn chừng khoảng tầm 4 con cua này là 12 cân thì mình tính ra trung bình sẽ là 3 cân 2 một con nhá. 3 cân 2 một con thì rơi vào khoảng là 70 con thì là 2 tạ mốt nhỉ. Hơn 2 tạ. Hơn 2 tạ. Bây giờ sẽ cân thử tôm nữa để mình ước lượng xem cái số tiền của mình có đủ không đủ. Nếu mà thừa thì mình sẽ mua thêm, đi mua sắm thêm đồ khác. Chắc không đủ. Đây, con vật. Cả siêu to luôn. Con nào to nhất? To nhất thì cũng đây. Đây đây. Đây, con này đây. Này nhá, bắt Ui da. Đã mang một anh bộ tổ đại em cầm. Em cầm có lời cho nó. Tối tiền lấy tôm không? Tôi rồi. Ok. Đấy. Đấy. Nói chuyện với tôi. Rồi. Sao rồi? Con này bị không, tất cả. Nó bị bẩm sinh rồi bạn này. Dưới đi là nó không sao ạ. Thế nó mới đây thì thịt nó trong này nhiều. Đấy. Nặng quá. Bây giờ đặt lên đây. Cân thử để mình ước lượng là cái 4 x 6. 4 x 6 liền. Rồi đó. Anh ạ. Ui. Bắt đầu cái này đấy. 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 Hơn 1 tạ tôm nữa nhá, 12 tạ cua nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cân hết cái đống này để tính giá tiền nhá. Đến cái phần xót ruột mọi người ạ. Phần thanh toán. Tổng tiền cho anh ấy. 270 con cua. Đây, cho anh vừa tí. Tổng cua anh em mình lấy là 270 cân nhá, nhân với giá 1.700.000. Tôm là 155 cân tôm Alaska. Đấy, nhân tiền đây. Uầy, thử tiền rồi. Đấy, hôm nay anh em mình đi ăn nhá. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 2, 600, 700, 800, 900, 1 tội. Còn cái số lẻ lẻ này không tích. Cái này tính ra đi uống trà đá. Đấy là
thừa nhiều lắm. Đây, tổng của anh em mình hết có 637.250.000 nhá. Đây, 6. Đây, em ui, đếm là hơi vất đấy. 100 này, cứ tính là 200 này, 300 này, 400 này, 500 này, 600 này, 637 triệu. 37 triệu cuối cùng là 600 đúng không? 637. Giờ em cầm hẳn 650 đi. À ra lấy nốt cả bào ngư nữa, tính xem là bao nhiêu nữa. 650 trừ đi 637. Còn 13 triệu tiền bào ngư nữa nha. Bây giờ ra lấy bào ngư tiếp. Bào ngư mấy ông cười vôi. Rồi. Wow. À, lại còn thêm cả ông ngồi. Ui, ui, nó đánh. Chim voi, chim voi. Lên nha mọi người nhá. Đây là chim voi. À. Bào ngư. Ui. Ui. Cái này cái hàng Canada, Canada. Cái này hàng chiều về tiếp đúng không? Đấy, mình sẽ để đây bạn cho mình thêm. À đây là bào ngư này. Bào ngư tươi sống 100%. Bào ngư tươi sống 100%. Nó bán chặt lắm. Bán rất chắc nha. Rất khỏe luôn. Cực kỳ khỏe. À đấy, tất chỗ này còn anh em mình còn 13 triệu này. Thì chỗ này với chỗ này là anh em mình vẫn thừa tiền. Mình sẽ quyết định là lấy thêm 50 triệu tiền là ông vòi voi. Ông vòi voi đấy nha mọi người nha. Đây, con này đây. Ây, thấy chưa? Con này là bổ thận tráng dương này. Đấy. Một người khỏe hai người vui. À thế thì chiều bạn tiếp cho mình thêm tổng 13 triệu này. Tổng 13 triệu sẽ lấy nước chỗ này này. Xong rồi cho thêm mình 50 triệu nữa lấy đất. 50 triệu ăn liên hoan công tượng ở Làng. Ăn liên hoan ở Làng. Đấy, 50 triệu cái này nữa. Bây giờ gói đất lại cho mình nhé. Thế là được, bây giờ chắc được rồi. Tôi mời bạn lên ở đúng lên hành chung. Đây là nhà của mình chia sẻ thôi. À, lại được mời ăn Tết mọi người ạ. À, thế thì tí nữa quay lại thì chở đồ đây á. Đó là bây giờ anh em mình sẽ đi lên bản nào Phúc để ăn Tết trước ạ. Chén trước ạ. Xong anh em mình về sẽ quay cho mọi người. Mua thêm vào đến tận nhà luôn. Ăn xong mua thêm vào tận nhà. Ok. Đó, đi luôn nè. Đấy, đi luôn nè. Ok. Anh em mình đã đến nhà hàng của bạn Phúc rồi nha. Bây giờ chẳng mấy khi cuối năm anh em mình đi sắm đồ lại được ăn Tết. Phải hôm nay phải no say một trận xong bắt đầu về làng, về Ba Vì nha mọi người nha. Ok, mời đây. Bạn đi. Đây. Ok, bạn đi. Đây, cháu cho mày. Mời anh em vào chén luôn đi. Wow. Rồi. Ui. Anh hôm nay mời anh em nào ca ăn cua với rang muối và bào ngư Hàn Quốc, ốc vòi voi Canada ăn gỏi sashimi. À. Và hiện nay đây là mực khoai chiên và còn món mực hấp nữa. Mực hấp đang quên bào ngư hấp nữa. À, anh em mình ăn cua Hoàng Đế hấp với lại nhiều rồi nhưng mà chưa ăn rang muối nhá. Hôm nay lần đầu tiên sẽ nếm thử món cua rang muối, cua Hoàng Đế rang muối này. À, còn ốc vòi voi mà lúc nãy mình quay cho mọi người xem đấy, sẽ ăn sashimi ăn sống nhá. Con này ăn rất là giòn này. Đây, đây đây, bào ngư đây này. Bào ngư cực kỳ ngon nhé mọi người nhá. Mấy cái món này là hại thận lắm đây này. Rất là thật thật luôn. Còn món nữa. À, còn món nữa lên thì anh em mình cứ vào ngồi đánh chén xong rồi để đầy đủ mình sẽ giới thiệu cho mọi người tất tần tật nhá. Ok bạn. Rồi ngồi đợi đã. Ok, ngồi đi anh em. À, năm cũ cũng qua rồi. À chưa, nếu mà tính dương lịch thì vẫn là đang là năm 20
âm lịch vẫn là 2020 nhưng dương lịch là sang rồi. Thôi cũng tiện thể ghé qua đây mua hải sản thì cũng chúc mừng năm mới bạn nhé. Ok. Cảm ơn anh em Rao Ca đã okay. qua cửa Phúc Hải Sản ủng hộ cũng làm quà. Hôm nay thì mình cũng có nhà hàng có cái món cua hoàng đế, món mới của nhà hàng này. Quang mọi đi người thì muối anh em Mao Ca thì suốt ngày ăn cua hấp của hấp rồi. Thì hôm nay thì mình có món toàn là món ăn sashimi thôi. Có mỗi món cua hoàng đế thì là rang muối này, rang muối nguyên con này. Anh em mình là toàn người Hàn Quốc này thì Mao Ca chưa được ăn. Thì hôm trước thì chắc mày anh em Mao Ca cũng mua là hấp. Hôm nay thì mình còn bếp thì đang sashimi. Làm cái món hấp nữa. Ở đây thì đang là cái món gỏi này. Và ông bà voi nhá. Ông bà voi. Chúc sức khỏe bạn nhé. Em ơi, có giới thiệu không? Mời tất cả mọi người nhá. Hôm nay anh em mình mang một tỏi đi thì vừa tiêu hết có 700 triệu thôi. Còn 300 triệu nữa, tí nữa sau cái vụ này chắc anh em mình xuôi về Hà Nội chơi tí. Còn Hà cua kiếp tí chiều Phúc trở lên đấy xong ới mình nhá. Bạn cứ sau cuộc rượu này phát là cua hoàng đế mấy cả tôm của Alaska lên tận nơi. Bước lên tận nhà luôn. Ok. Một địa chỉ uy tín mà anh em mình hay sử dụng hải sản đó là phúc.com nha mọi người nhá. Nếu mọi người muốn sử dụng hải sản tươi sống này, các đồ hải sản hải ngoại đấy, gọi là hải ngoại, tôm hùm Alaska này, cua Alaska này, và những cái hải sản như tôm hùm baby, cua Cà Mau, các thể loại là cứ inbox cứ truy cập vào phúc.com hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho bạn Phúc nhá. Mình sẽ để gọi điện thoại mình sẽ để số điện thoại trên màn hình và dưới mô tả nhá. Tết này mà sử dụng hải sản đấy thì quá là ok luôn nhá. Mà về chất lượng, về giá cả thì mọi người xem video của anh em mình thì cũng biết rồi, Phúc là số 1 Việt Nam luôn về độ uy tín này, về chất lượng, giá cả này và giao hàng đến tận nơi mọi người kiểm tra hàng dãy đành đạch. Đấy. Okay. Cảm ơn bạn nhá. Nào Mao đệ thử món gì trước? Để em thử món cua trước. Cua. Anh cắt cho em một cái. Chưa bao giờ được ăn cua rang muối đâu. Đây. Cua rang muối nhá mọi người nhá. Thế có ăn được vỏ không anh? Sao lại ăn vỏ? Ăn vẫn như bình thường thôi. Không. À khai vị. Vỏ chắc là liếm thôi. Rất là ngọt. Ấy, mỗi thịt rất là ngon. Thấy chưa? Mọi người thịt nó chắc chưa? Thì nó chắc lại như kiểu rang muối thì vẫn giữ được đậm đà của cái con cua hấp vẫn bình thường, nhưng ăn nó hơi khác, ăn rất là ngon. Mời tất cả mọi người nhá. Mình cũng sẽ thử một đấy. Anh Mẫu. Chén lên rồi. Em ơi. Đấy, tự nhiên đi nhỉ. Đây. Con muốn đi tí thôi. Đây. Ngon không? Ôi trời ơi, chú hóa sẵn rồi các bạn cứ tự nhiên đi. Ok. Con cua ra muối này ăn nó đậm đà hơn mọi người ạ. Mình sẽ thử món cua sau, mình sẽ thử cái món đây là món ốc vòi vòi nha mọi người nhá. Cái này quấn ăn kiểu gì nhỉ bạn nhỉ? Quấn chấm chanh, chấm một chút gồi tạp nha, gồi tạp của bạn kia. Chấm núm đấy rồi. Đây, cái này chấm xì dầu mù tạt nha mọi người nhá. Ôi, chưa đánh lên rồi. Chưa đánh rồi. Trời. Ngon cực. Xì dầu mù tạt. Ăn rất giòn luôn. Cái này thì mình cũng từng thưởng thức ở trong Sài Gòn rồi. Rất giòn. Cũng định mua bao nhiêu lần nhưng mà không có chỗ nào mà mua. Mời mọi người nhá. Giòn không? Anh gắt cho em một miếng. Chấm luôn. Thế mày luôn. Ui xà. Siêu ngon. Trúng rồi đây. Đấy. Dùng cá thôi, chém được luôn. Đây, em cũng phải thử một miếng. Ui giời. Dùng cái xong rồi ăn này luôn à? Chấm xì dầu mù tạt. Xì dầu mù tạt. Đấy. Wow. Sao? Giòn. Siêu giòn đúng không? tiếp đến là sẽ là mình sẽ ăn cái món gắp từng miếng một. Bao ngư nhá. Không, tôi phải chơi cái này với chất này. Cho tôi mượn cái thìa. Bạn đấy. Ăn bao ngư sẽ như thế này nhá mọi người nhá. Mình sẽ dưới ít nước cốt chanh lên đây. Đó. Cho ít bình. Ôi, bình thường à? Bình thường là mọi người ăn thì ăn ít một, nhưng mà mình thử vã mồm một cái xem sao. Cẳng cẳng.
Đây bên này loãng rồi này. Anh phải xúc nhiều bù tạt vào. Đây. Anh là VT. Bào ngư vây cá mập. Ăn đúng cục mù tạt. Ăn như mà đại ca luôn. Nhưng mà ăn không được rồi. Nó giòn nhá mọi người nhá. Đấy. Mình sẽ làm là, gọi là hai trong một luôn này. Giòn lên là sụp 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 sụp. Giòn lên là sụp sụp. Giòn là mình ăn hai món này thì mình thấy cái món này là nó ngon hơn theo kiểu gì nhỉ? Nó giòn kiểu khác. Nó nói chung là ngon hơn một chút. Gọi là mỗi cái một vị ngon ấy. Rất là ok. Mình sẽ kết hợp cả hai luôn nhá. Rồi. Wow. Quên thổi. Cái này ca sốc bằng sốc bỏng à? Anh cuốn cái này vào này. Ăn rau cải để cho nó khai vị là dạ. Nó sẽ không bị ngấy ấy. Vâng. Ăn rau cải. Siêu tuyệt vời luôn mọi người ạ. Đỉnh luôn. Mời làm chén rượu nhá. Làm chén rượu. Cho nó... À. Tự nhiên đi. Mời bạn nhá. Này, vô màu giống vắt. Vô. Tuyệt vời quá mọi người ạ. Thật sự đến với bạn Phúc lại còn được dẫn ra nhà hàng, được gọi đầu bếp chế biến cho ăn ngon hơn hẳn anh em mình tự làm. Anh em mình tự làm hôm vào ngư anh em mình lại hấp lên. Nói chung ăn vẫn ngon đây, nhưng mà bào ngư hấp đây. Đấy. Bào ngư hấp như hôm anh em mình hấp thì đấy, nó phải thế này chứ. Nhìn đã đẹp rồi anh nhỉ. Đấy. Nó phải như thế này chứ, như anh em mình hấp thì đúng rồi. Cũng cho thịt dầu, chấm thịt dầu, ok. Đấy, đúng không? Ngon không? Tuyệt vời không? Đỉnh luôn. Như anh em mình hấp. Rồi bạn có... Đấy, bạn cứ để đấy. Đúng rồi. Thả luôn. Để bên kia cho nó bóp bụi. Rồi, ok. Đây, cứ đây là được. Đấy. À, món hấp này hơn hẳn anh, món hấp của anh em mình. Anh gắp giúp anh miếng bảo ngư Hàn Quốc nhá. Dạ. À, hấp vừa nóng rất là thơm ngon luôn. Vâng. Đấy. Em xin. Đây. Cho nó... Cả. Đấy. Bây giờ mình xử dưới nước tương mà ăn chấm có ngon hơn anh nhớ không? Anh... Em cũng chấm xì dầu một tạt đấy. Anh dưới cho em tí. Một chút thôi. Nhẹ thôi. Rất là ngon. Nhẹ nhàng thôi. Đấy, không có một tạt bên dưới. Cái gì nhỉ?